Toàn bộ máy bay của Việt Nam Airlines đều được sơn màu xanh dương với phần bụng trắng phía dưới. Phía đuôi của máy bay sơn hình bông sen vàng, biểu tượng của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Vé máy bay Việt Nam Airlines giá rẻ luôn được người tiêu dùng Việt ưa chuộng. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam là thương hiệu bay của chất lượng. Nằm trong liên minh Sky Team, được đánh giá là hãng hàng không 4 sao đẳng cấp, Việt Nam Airlines xứng đáng là cánh chim đầu đàn của thị trường bay nội địa. Mạng đường bay của Việt Airlines bao gồm 20 đường bay nội địa Việt Nam và hơn 1.000 điểm đến trên toàn cầu bao, châu Á, châu Âu, châu Úc và châu Mỹ. Việt Airlines luôn tự hào sở hữu mạng đường bay nội địa và đông dương dày đặc và thuận tiện nhất cho khách hàng. Để hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai, Việt Airlines đã thực hiện chiến lược phát triển đội bay theo hướng ưu tiên lựa chọn chủng loại máy bay sử dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại.